Xin chào các bạn, hôm nay người cá tự ôn sẽ lượt đi chơi cùng với hai em bé châu Phi rất là dễ thương. Em tên gì? Tên em là Phúc là bé bốn con nữa. Còn em tên gì? Cá hành gì? Như u nữa hả? Cá hành. Ok. Sao hai em bé châu Phi này biết nói tiếng Việt hay quá vậy? Bởi vì hai em bé châu Phi này đã được học tiếng Việt. Hãy nhìn mái tóc của em bé này đi, rất là dễ thương đúng không nào? Ba anh em chúng ta cùng uống sô cô la để đẹp da. Da chúng ta sẽ màu nâu rất là đẹp. Ok. Vô. Thấy nó chất lượng không? Hai bông sô đổ về nấu canh chua đi. Này đâu phải sô đổ đâu. Này sô đổ à? Nè. Đó. Này. Để nó gì nấu lẩu ăn mà. Ừ. Trồng đậu rồng. Ăn hủ tiếu chài á. Ăn trúng bột ngọt xịn. Khi chúng ta bỏ xuống nước nó sẽ nổ kêu cái tóc. Bắt đầu 1 2 3 4 Ê, thấy quy con cá luôn kìa. Nổ rồi đó. Quy con cá luôn kìa. Ừ, đó nó nổ rồi thấy không? Thấy, vậy lấy thêm nữa đi. Đây, ở đây có rất nhiều pháo nước. Này nó còn xanh chưa nổ được đâu. Cái này thì sao? Xanh. Chưa được, phải viên màu đen mới được. À, màu đen nè. Rồi. Phải không? Đúng rồi. Đi. Xin chào các bạn, tôi đã phát hiện ra những con bọ hút máu gây nguy hiểm cho con người đang tập trung ở đây. Nó đang chuẩn bị làm gì đây? Tôi cũng không biết nữa. Nguy hiểm quá. Cái này nó trong phim mới coi á, hay mà. Trong phim kinh dị đúng không? Khùng làm gì có trong đó. Con bọ này rất là nguy hiểm. Nghe người dân ở đây nói rằng nếu để con bọ này nó đái vô trong người á là nó sẽ bị phỏng da giống như là phỏng nước sôi vậy đó. Không phải, bị dính nước mùi của nó. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Mày rất là thúi. Các bạn phải né con bọ này ra nha. Chơi. Cánh đồng lúa bát ngát. Bây giờ chúng ta sẽ đi ghe xuống cồn chơi. Sao sông ở đây giờ dữ vậy ta? Các em ơi, nhớ bảo vệ môi trường, đừng xả rác xuống nước nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Rồi. Đi thôi. Hãy nhìn cảnh hai bên sông. Các bạn có thể thấy được nơi đây vẫn còn hoang sơ và ô nhiễm môi trường quá nặng. Sắp tới nơi rồi nha. Bây giờ chúng ta đã đến điểm du lịch tại Tiền Giang. Tiêu Ôn cùng phái đoàn người cá đã chuẩn bị sẵn sàng. Các bạn ơi, nhớ đừng vứt rác xuống nước nha. Trời ơi, rác thải dữ quá. Hay quá ta. Dơ quá ta. Dơ quá à. Rồi, mời mọi người xuống. Xem mực ong.
Mai có thể cầm cho ông chụp hình này nè. Trời. Cầm ông chụp hình hả chị? Không sao đâu. Nhất cái chết hình nó chết hả? Mình chụp hết chứ. Ủa? Không được hả? Cầm đi coi. Đây là đặc sản sản phẩm của Bến Tre. Đây là mỹ tho. Đó, có chút xíu này con. Chút xíu bắt con căng chụp hình. Đâu có bộ nào vừa không? Nó có dài không? Dài rồi. Không, 500 bỏ bộ mà ba. Đúng không? Ờ, con căng bên kia kìa. Uống đi hồi xong thì con căng. Cứ chụp được có con chăn nhớ phải quay nha. Cái này có con chăn này đi trong đó. Dạ cái phấn hoa. Dạ cái phấn hoa này là vào một buổi sáng khi mà con đi hút mật thì hai cái chân của nó sẽ xe những cái phấn hàng hai cái viên. Chúng ta sắp được thưởng thức món mật ong đặc sản tại Tiền Giang, Bến Tre. Mật ong hoa nhãn. Gì? Mật ong hoa trà. Mật ong hoa trà xin nói lại. Em muốn thấy ngon không? Rất là ngon. Thích không? Mua về đi. Anh em mình uống. Xin chào các bạn, tôi muốn giới thiệu với các bạn đây là sữa ong chúa. Sữa ong chúa là gì? Sau khi con ong nó ăn mật ong và phấn hoa, nó ịa ra cái chiếc dịch trắng trắng nhờn nhờn, người ta gọi là sữa ong chúa. Ăn thử không? Nghe nói bổ lắm á. Xin chào các bạn, đây là con chăn đã bị mù mắt. Ngậm cái đầu nó luôn. Các bạn có thể nhìn thấy con chăn, con mắt của nó đã bị mờ. Có hai con lận á. Để tiêu anh cạp một cái là coi như là mất giống luôn đó nha. Đó. Nó bị chút độc. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuồng ba lá sang sông. Mỗi chiếc xuồng chứa được 4 người thôi. Đây là khu du lịch sinh thái Cồn Thái Sơn ở Tiền Giang. Các bạn thấy vui không? Chứ tiêu thấy nồn lắm rồi đó nha. Người cá muốn bơi lắm rồi đó nha. Mình sẽ chèo ghe như vậy là 2 cây số. Rồi ra đến đâu vậy em? Ra tàu lớn của mình hả? Ra tàu lớn luôn nha. Là đi về luôn hay là sao chị? Là đi nữa. Rồi mình sẽ đi cưỡi ngựa nữa. Các bạn ơi, thấy đi sông vui không nè? Quá sướng luôn nè. Chèo ghe nè, tươi quá. Sông ở đây quá sạch, không có một miếng rác thải nào hết.
bạn nhớ đừng xả rác xuống nước nha. Bây giờ chúng ta đến một điểm du lịch khác tại Tiền Giang, đó là lò kẹo dừa nổi tiếng Bến Tre. Muốn gì nữa không? The skin away. You use the knife to break the fruit. Okay. Yeah, outside, and you can take the water of coconut. Oh. Okay. The water of coconut, and you see, yeah, this feature of the knife, they use to take off the flesh outside. And before we don't have the machine, we have the knife. Okay. In your home, you can use the knife to grind the powder like that. You can take the powder. Yeah, but now we have the machine. After you taking the flesh, you put the left inside the machine, you grind. You have the powder coconut here. Yeah. Okay, and next step, you close the powder coconut back closed. Yeah, you cover back closed. And I have the tree. You can go around. You squeeze. You can take the milk of coconut. And after you taking the milk, you squeeze again. You take the oil. Okay. The oil of coconut. But this oil you only massage for your body or your hair. You cannot drink. Yeah. If you drink the oil from cooking. Yeah. And we mix the mixture here. Làm ấy. Làm gì đó? Không phá này à? Làm dầu á. A little sugar, but the sugar you have to cook like a liquid. Oh. Yes. And nặng quá vậy. Coconut, the main ingredient from the coconut milk, coconut and the caramel is a malt. Because of the caramel, we have the flavor stick together when you cook there. Oh, okay. Yeah. It takes about 40 minutes and you cook it. The skin on the good coconut you put inside, you say the fuel. In this set you can add the durian, peanut, and banana leaf or cocoa. You know cocoa is a chocolate. Yeah, you put inside, you can make different flavor. Yeah. What do you want, the coconut candy with the peanut. Oh, okay. Coconut. Yeah, coconut. Coconut candy. It is a coconut. The powder, when they cut, they fry the powder. Don't stick. Who's better? Chapati boy, man. Chapati boy, man. Đây là món dừa nước mà Tion vừa uống vào, thấy ngon quá trời quá đất. Các bạn biết dừa nước là gì không? Dừa nước không có nấu được. Con trẻ ta chạy ra để vô trong cái xô. Sau đó lấy dừa phèn. Dừa phèn là đường gì vậy ta? Dừa phèn là đường gì thế này? Đường cực cực trắng trắng. Sau đó hắn cho kẹo. Bỏ túi đi. Kẹo xong rồi mới ướp trở vô trong cái xô đó. Rồi mới để trong lạnh. Cát bỏ vô cũng được. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô. Yeah, dừa nước. Quay điêu lên chứ. Quay điêu lên dưới mặn lắm. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi xe ngựa. Xe ngựa. Cảm nhận sao?
À, tuyệt vời. Rất là giàu nữa. Sướng không? Tuyệt vời, vi diệu. Vi diệu. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến khu du lịch sinh thái Tân Phú. Ở đây nó có một cái nhà hàng. Trong đây có rất nhiều loài cá. Mình đã... Wow, mấy con cá dài quá vậy. Có gì tìm? Cá thòi lòi ăn cơm chưa? Lắc đuôi. Lắc đuôi. Chưa ăn cơm, ý nói là đói bụng. Đó, đói bụng là lắc đuôi hai cái. Cá thòi lòi bây giờ sẽ đi đâu đây? Lắc đuôi hai cái, nói là đi ngủ. Đi ngủ. Là loài thú quý hiếm. Người cá mới vừa phát hiện. Tôm ngủ không? Còn chùm trên kìa. Bự lắm. Nước lên rồi, đi về thôi. Không có lên. Con bé kìa, lội sông nè. Bỏ xuống, bỏ xuống, ừ, bỏ xuống. Này đứng dâu em vui lắm ha. Đứng dâu gì? Dâu có ba lá rồi. Sang đò giữa sông, một hiện tượng lạ mới xuất hiện. Dừng đi. Rồi bước qua, thấy chỗ ba. Hello boss man. Đi quay trước rồi nha. Vô.